mẹ sinh thành chớ có quên công cha ngại. Mẹ sinh thành mẹ mang con 9 tháng thầy sinh một giờ trong lòng mẹ xa xa ngại thành rừng. Chẳng mấy làng mẹ cha cha ngại tanh giờ nuôi con từ thở chung nước ngây thơ nhưng là chớ có quên công cha mừng ngại mẹ sinh con ra công mẹ cũng lắm công cha thời nhiều nào là khi ơi con ơi bồng bếp cơm sữa nâng niu nào vậy khi bọn bé nàng nhiều sinh con mấy trai con gái công lao cha mẹ thì nhọc nhằn cha mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn đêm nằm quần áo chiều tàn nó ướt thì đầm nằm cho ướt thời mẹ chịu cho đành tâm chịu đành tâm giao với xe còn lại con nằm trốn êm đốt ngọn đèn con ơi suốt cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ á mềm mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm mong bao giờ được lỡ khôn bằng người trước là con thành kính con phải đạo trời kính thọ bùi bìm thì cha mẹ là người hiếu chung cùng thái sơn ơi con nơi phụ mẫu ngàn trùng sai mấy son phụ mấy mẫu ngàn trùng đói với nhà mẹ khuyên con cứ ở hiếu chung thảo hiền cha mẹ thì thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đàn cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi với con mong con chơi tốt được bằng hoa tốt được bằng hoa phòng khi mình ra mà tuổi luống cha già nhỏ con bỏ công con lội suối kèo non cha thì tu nhân mẹ còn thích đức cho con sau này ở có tiền ơi con ơi thời hậu được vây hay